Trưa ngày 2 tháng 11 năm 2019, tại cảng Cát Lái, chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hồ Chí Minh, đội kiểm soát hải quan và biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra mở container 40 feet nhập từ Trung Quốc về Việt Nam. Hàng hóa trong container này được doanh nghiệp khai là chăn màn gối nệm của Trung Quốc. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, toàn bộ sản phẩm gắn xuất xứ Việt Nam, Made in Việt Nam. Lô hàng do công ty trách nhiệm hữu hạn Cao su Talalay Việt Nam nhập khẩu, số lượng gồm 317 kiện với tổng 2.780 sản phẩm, có giấy chứng nhận xuất xứ từ Trung Quốc, trị giá gần 600 triệu đồng. Qua thực tế kiểm tra, bên ngoài các kiện hàng các tông đều có dán giấy Made in China, xuất xứ từ Trung Quốc để qua mặt các cơ quan hải quan. Tuy nhiên, thực tế bên trong toàn bộ nhãn mác đi liền với sản phẩm đều ghi tên và địa chỉ đơn vị sản xuất là Việt Nam. Trên cổng thông tin một cửa quốc gia, công ty trách nhiệm hữu hạn Cao su Talalay Việt Nam được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 8 năm 2019. Lĩnh vực kinh doanh từ buôn bán đồ dùng gia đình, đèn, nội thất đến dịch vụ vận tải, tổ chức tour du lịch, môi giới, đấu giá. Trụ sở công ty được đặt tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, trong tình hình thương chiến Mỹ-Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ sốt, không loại trừ khả năng doanh nghiệp lợi dụng Việt Nam là nơi để chuyển tải bất hợp pháp hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, gắn xuất xứ Việt Nam ngay từ bên Trung Quốc để xuất khẩu đi nước thứ ba. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.